này là Long Sĩ Long Nhĩ Xà Đầu, khởi chiến tranh Can Qua Xứ Sứ, Khổ Đa Binh Mã Đời Dương Cước Anh Hùng Tận, Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình. Thì con rồng này là Long Nhĩ. Cái hình này là hình thiệt, chụp ở ngay ở Hà Nội. Thấy ông rồng không? Long Nhĩ Xà Đầu khởi chiến tranh Can Qua Xứ Sứ, Khổ Đa Binh Mã Đời Dương Cước Anh Hùng Tận. Mã Đời Dương Cước Anh Hùng Tận là gì không? Việt Nam mình á, là mấy ông đại ca mình á, lúc nào cũng nói tôi anh hùng đó. Thì mấy anh hùng tận số, hết số, gọi là tận số. Còn cái chữ Mã Đời là gì vậy cao độ? Mã là ngựa, là nấm ngọ đó. Ồ, tại vì ba cái nhang của Kiệt thắng hoài cho nên cơ trời nó đi lộn xộn mày, đi trễ hết rồi. Tại vì cứ từ bi, cứ sợ rồi sinh rồi thắng, cho nên nó hơi chậm lại. Năm nay là năm mèo á, mình nói mèo đời Dương Cước Anh Hùng Tận đi. Chứ bây giờ mã là xưa, không cơ trời thay đổi nhé. Tại vì thường cả đức thầy cũng nói 20% là cha là người xử cuối cùng, miễn làm sao mà ending happy, không có người chết. Có một lần kia hỏi đức thầy chứ 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 có ra Thái Bình. Cái ngày nói cái đó phải coi lại, không có phải là nói là chết 7 tức là chết 7. Chết những ngày đầu tiên á, Kiệt được dạy á, là bà đặt tâm hiệp đi bể. Những năm đầu tiên, mười mấy năm về trước, kế tiếp mấy vị nói á, lên cái đếm 2018 gắn nhớ đi, nói là chiến tranh sẽ khởi ra từ Trung Đông, chiến tranh thứ ba, và có bom nguyên tử nổ. Rồi cái khi mà đó là cơ trời đi lúc thời điểm đó, đến lúc mà Kiệt nghe chiến tranh bom nguyên tử nổ, cái bắt đầu cái lên cái núi Thiên Long Sơn nghiên cứu mấy cái núi để có gì mình xuống đó mình nấp rồi mình làm hành đồ, phải không? Cái nghĩ quá à, ủa chẳng lẽ là chỉ có gia đình mình sống còn cái đống người đây ta chết rồi làm sao? Không được. Ôi cha ơi, Phật ơi, cái lúc đó mình mới làm cái nhà đàn để mình sinh. Thì khi mà sinh lúc đó thì hội đồng chư Phật đã đồng ý. Lúc đó Phật ở trên trời phóng hào quang xuống là nói ok, con sinh không có bom nguyên tử phải không? Được, không bom nguyên tử thì thầy thành ra con Covid nó nhẹ nhàng hơn. Thì nó con Covid là replay bom nguyên tử rồi, và con Covid cũng đồng nghĩa là ông Năm Trèo trong kinh sắm, ông ăn nhiều người, ăn mấy chục triệu người. Mỗi một lần mà mình xoay chuyển cơ trời là cái thời gian nó chậm lại. Chuyện này không có ngại là già hơn, yếu hơn, chậm hơn, miễn làm sao nửa đời nửa đạo đóng xong cho cái màn phim này á, là nó trọn vẹn về trời cho cha được vui. Cái quan trọng nhất là cho nước Việt là một nước cường quốc giàu có, trong tương lai dân không có khổ nữa. Mà ba ngày trước lúc mà Sư Phụ ngồi than giảng đó, mấy con ngồi xong nghe phải không? Con mới làm cái năm phân nữa, phần đạo là gieo hạt giống xuống, còn phần đời á là đang ngồi chờ lệnh của cha, cha với đức thầy ra lệnh. Thì hôm nay mình nói tới đây là 50% vẫn chưa làm được chuyện gì cho quốc gia, nhưng mà ít nhiều á cũng có một cái niềm, ít nhiều á cũng một cái ánh đuốc để cho mọi người hiểu được là ngoài này 6 triệu trên miền chúng ta không bao giờ không có phản khắc nào, chúng ta không có tưởng nhớ người thân chúng ta ở bển. Và có một ngày á, cái thể chế mà không có công bằng này á, sẽ bị một cái quyền vi, một cái đấng tối cao thay đổi một cách rất là màu nhiệm. Đó là 100% là sự thật. 4 năm lên trên mạng nói chuyện
trúng tới 90% là thời tận thế sẽ không còn cái ác, tức là không còn cộng sản, chỉ còn lại cái thiện và cái sự gọi là trích lẫn nhau, một cái sự công bằng. Con người phải có tiếng nói tự do. Và lá cờ vàng mai rợp đỏ đó, Phật nói là phải treo lại nước Việt. Phật nói nha, mình mới nói vậy chứ không phải là bao que, nhưng mà ở Việt Nam ta nghĩ là một cái sự tầm thường đâu. Và trong tương lai nước Việt không còn bí thư, cũng không còn tổng thống, chỉ có vua. Có vua có mạng trời. Một người có chân mạng trời thì có thiên long bát bộ, có các thiện thần gia hộ. Nước Việt muốn gì được đó. Và đồng thời lý do có vua là vì nước Việt sẽ không có chia cái vị tuyến 17 nữa. Còn nếu còn Bắc, còn Nam thì vẫn còn chia tiếp tục, vẫn còn giết lẫn nhau. Chỉ có vua, con người Bắc, người Trung, người Nam đều là con mình. Đó là cơ trời. Nên có cái câu là quy cổ diệt kim. Quy cổ là trở về thời vua chúa, diệt cái hiện đại, cái thời kim tiền này là diệt cái bí thư, diệt cái tổng thống, diệt cái thủ tướng gì đó đại khái. Thì trong đó Đức Thầy có nói, ông Trang Trình cũng có nói là quy trở về cổ, diệt kim này. Hôm nay không phải tôi vô tôi nuốt miền Nam, cái tôi ăn không được, tôi dính cái khúc xương gà, tôi nhả ra tôi chở về tiếng 17 lợi, chuyện nó không có, không bao giờ có. Dám chơi dám chịu. Thủ đô của nước Việt Nam trong tương lai, mấy vị chư Phật nói sẽ là Sài Gòn, không phải Hà Nội. Tại vì người miền Nam hiền hòa, đi giao dịch làm ăn trên thế giới có lòng tin hơn, thì sẽ đưa nền kinh tế lên lẹ hơn. Cho nên ngày mà hồi xưa mấy vị dạy Kiệt á, mấy vị Hồng Thiên Sông Núi dạy á, Đức Thầy dạy á, lúc đó Kiệt vẽ cái vòng tròn, hai vòng tròn ở Hà Nội, cái bị la. Mấy vị nói con phải vẽ hai vòng tròn ở miền Nam. Tại hồi xưa mà cơ trời đi á, lúc đó cái bản đồ nước Việt Nam đầu tiên là màu đen á, tại thời cộng sản là đen. Cái đó, mấy vị không nói tiên cơ, nhưng mấy vị cho màu thôi. Cái chừng dài 3 năm sau, cái mấy vị kêu ơi, con đổi lên màu xám, màu xanh, rồi tới màu xanh dương, rồi tới gần đây là tới cái màu màu vàng á. Trên núi thì giờ mình đang để màu vàng đúng không? Thì vẽ vòng tròn á. Thì mấy người lên coi thử. Đó là ở trên vẽ đó, không phải kiệt vẽ đâu. Mà cũng không phải là hiểu về chính trị hay là yêu quốc gia gì quá, chứ đâu phải là dạng chốc cộng như là Ngô Kỷ đâu. Kiệt là vô tư mà. Ở trên biểu sao mình làm vậy? Thì vẽ hai vòng tròn ở miền Nam. Còn sau này bốn con bài mà úp á, là Đức Thầy là người là sáng tác ra cái màn này, cái màn tận thế này, thì Ngài sẽ lập bốn con bài còn lại. Lâu nay mình nói úp mở mở, ai là vị trí gì, ai là Minh Dương, ai là Phật Di Lạc, ai là Chúa Giê-xu gì, mấy cái đó chỉ là nói, người nào có chánh kiến thì tự hiểu. Nhưng mà ngoài kia đâu có bao nhiêu người có chánh kiến, thì họ vẫn chờ bốn con bài lập. Thì kia cũng mong á, Đức Thầy sớm thực hiện để lập, tiếp tục cho xong bốn cây. Cái cây đầu tiên được lập, lật lên, đó là cơ trời không được lộ. Người nào lộ sẽ quỷ xác đi về. Thường mấy vị Bồ Tát đã nói trong chùa nói vậy đúng không? Nhưng mà cơ trời đi đến hôm nay là sổ số rồi. Thiên Đức Kiệt này cái bài đầu tiên là một trong 12 người con của Thượng Đế. Một người rất là đặc biệt, trong 8 tỷ người rất là hiếm có. Có 7 dòng màu vàng đang ở đây. Nếu không tin đi tìm những vị lỗi lạc thần thông, hay là những người nhập đồng, hay những người có điểm ngó thử coi. Cái hình dễ ở trên mạng ai không có hình, ta nhìn hình ta biết đó.
không có láo được, là cái bài đầu tiên lật lên là nó là như vậy, là như vậy. Và cái đó là một chuyện về tâm linh. Còn chuyện thứ hai, lời việc này nói có lợi cho ai, có đúng hay không, có lợi cho thế giới, có lợi cho nước Việt. Có ai bao giờ nghĩ là cha, là thượng đế, và hội đồng chư Phật, và đức thầy ghế ra hải ngoại 6 triệu trên miệng, người Việt lưu vong khắp hải ngoại, mà trong khi bao nhiêu sấm cơ bữa giờ đọc á, cái đó cũng là chuyện ngẫu nhiên à? Nó không phải, là sự tính toán kỹ lưỡng của các chư vị hết rồi đó. Cái bài lật nữa, vàng thiệt thì lại không có sợ lửa. Cho nên ngày nào mà hôm nay mà còn lên đây nói chuyện để mà thức tỉnh những người u mê được thì kỳ gán lên. Nhưng mà gần mới hồi những cái mấy nó giờ chót rồi không, tụi nó sợ con rồi, nó giống như nó bất động, nó kiếm chuyện với con á, con cũng cẩn thận, mấy gì dặn dò đủ á, sắc phàm tự mình phải lo nha. Hiện giờ trong phòng này ở đây thì có 3-4 ông thiên tướng thì sau lưng rất là đông, mấy gì cũng đứng trên tường này đông nè, mấy ông rộng ngoài này nè, nhưng mà vô vi. Nhưng mà về mặt hữu hình á, là tự mấy đứa đệ tử cũng phải tự lo. Quỷ mà nó đâu có nể thần tiên là gì, nếu mà nể á thì nó đâu có làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa đâu. Có nó không, không nó có, trắng nó đen, đen nó trắng. Đến ngày mà chết, ngày mai nhảy đạch đạch, bữa nay nó cũng nói nó mạnh, nó kinh tế nó tăng trưởng, nó dù dù. Bây giờ bà nói bữa nay nhiều mệt quá, tại vì bữa giờ nói liên tục nhiều quá rồi. Con là quý vị biết lý do làm sao có hình này không? Con làm cái buồn mà gãy đầu. Mấy vị ơi, sao mà con nói nhiều họ cũng không hiểu, mấy vị giúp con phần. Nghĩa là mình phải cầu cứu, cũng giống như con làm chuyện cầu cứu. Mấy ông rộng đó, mấy ông cứ hiện thân bãi dòng dẫm Sài Gòn hù tụi nó đi. Ủa cha chưa cho, có thể khi ngày bước chân vô Việt Nam á thì tôi làm được, còn bây giờ còn sớm quá. Mà có làm sớm nữa ngày mai nó cũng quên à, nó nghĩ là ô bữa nay hay á, có đồng xuất hiện ngày mai họ cũng quên. À thiệt, cái con là cái thang cho mấy vị dạy mình á, được, để tôi tìm cách. Cái mấy vị mới làm cái bản đồ này ngay trên thủ đô Hà Nội. À mấy hồn thiên trong núi mình đó, để cho nó sợ. Là bản đồ nước Việt Nam, có nghĩa là ở sau lưng Kiệt có một nguyên một cái gọi là hồn đi trong núi. Hồn đi trong núi thì mình nói nhiều người ta, trên vài chục nghìn người á, mà những người anh hùng từ thời vua Hùng Vương, thời lập quốc 5.000 năm của nước Việt nha, không phải mới đây từ bên Tàu nữa. Thì những vị cũ giống như gần đây cái lâu lâu có ông xuất hiện nói chuyện, cả Kiệt cũng không biết tên ổng nữa, vua Mai Hắc Đế, rồi ông Quang Trung, Nguyễn Huệ, rồi là có hết. Rồi ông Ít Kiêu, xưa kia đâu biết ổng. Không giờ đang đâu, cũng là hồn đi trong núi. Ổng có hay về núi mình không, mà ổng không có phải là người tiếp xúc, phải có mấy vị cao mới tiếp xúc với kìa. Ông nói rồi, hồi xưa tôi giết quân Tàu nhiều quá, tự giờ ổng đi lặn xuống, ổng lặn giỏi á. Ổng đục lũng với Tàu của Tàu á, lúc là quân Nguyên phải không? Thì nó chìm, thế nên cũng giết nhiều quân Tàu thì bị cái nghiệp, cho nên chưa ở đầu thai, chỉ là những vị thần của nước Việt thôi. Mà nếu mà cộng lại hết mà thần mà chết, những cái ông mà hiện bây giờ á, người đời mình hay thờ cúng ở thành phố nào cũng có là năm ông tướng của 75 á, đối với Việt cũng là một lính lát ở cõi vô vi đi theo mấy ông này thôi. Khi mà ở trên núi thì Long Sơn mình nó lâu á, đãi cho mấy ông một trò gọi là cúng hồn điện sông núi á, là về đầy đủ hết điểm danh từ ông. Có nhiều vị xưa mình không có nhớ, có thể cái vô vi của Việt thì nhớ, nhưng mà sắp phàm không có biết, mà sắp phàm cũng còn giới hạn cái thời gian.
có những gì rất là cao sâu mà hồi xưa nhỏ mình đi học sử á, là mình nghe sơn tinh thể tinh là mình tưởng là thần thoại á, không ngầu lắm không, thật sự không có lòng tưởng tượng thôi. Là núi Ba Vì á, ông về ông nói chuyện thần là sơn tinh đây có thiệt à, cũng là trong hồn thiên sông núi. Mệt thì cho nghĩ mệt chứ, đợt là mở máy lạnh thôi. Mở mở cửa rồi. Thì cái hình này á, hồn thiên sông núi mở, hồn thiên sông núi mở cửa đây cho nó mát. Hồn thiên sông núi á, cho mình cái hình này là mục đích để làm gì? Để cảnh tỉnh mấy đại ca mình, cảnh tỉnh mấy đứa nước về, mấy đứa nhỏ Việt Nam á, đừng có lêu lỏng nữa. Tụi mày phải bắt đầu chú ý những gì Kiệt nói để mà lo cho tương lai tụi mày. Kiệt này cũng già rồi, những gì Kiệt nói hôm nay là cho tương lai nước Việt từ 18 cho tới 45 thôi à. Tại họ là cột trụ. Mà cuối cùng họ cũng không hiểu. Họ thích coi mấy cái showbiz, thích coi mấy cái action, thích coi cái náo nhiệt, cho những cái xa hoa phù phiếm. Đó là cái hình. Phượng Hoàng xuất hiện ở cách đây này là năm 2019 không ta? 20 phải không? Thì lúc đó là cơ trời đang vận chuyển nước Việt rồi. Gần đây ở núi Bà Đen cũng có Phượng Hoàng xuất hiện nữa. Từ đó tới ngày hôm nay, bao nhiêu thiên tượng và bao nhiêu cái điều lạ mà trong sấm cơ nói là thấy Phượng Hoàng trên mây á, thì đều là có thật. Cho nên mình đừng có nói là chuyện huyền thoại là không có thật. Con người của mình có phước mới thấy được Phượng Hoàng xuất hiện ở thời này.